Đấy nè, bây giờ đó là mình qua nhà người quen nè, bữa hổm mình cho chim, bây giờ mình đi thăm chim nè. Ôi ôi cái bông này thơm lắm nè ông ơi, thử cái coi. Vô chơi đi. Thơm phức luôn. Không không? Vô không vô hả? Đó, bỏ nhà mà. Mặt Ôi vậy đẹp hả? quá. Phải vô không vô thì Nè, thôi. Bạn này nói hả? tiếng cài, chào cái cài, chào cái cài liền. Hello everybody. Anh Phúc làm cái này cho cao lên luôn, lên luôn. Nó làm gì á, tiện lắm. Đâu rồi? Ê, ủa? Sao mày lên đây mày ngồi vậy? Ủa? Nó gặp là nó sủa, mở mắt đuôi. Ra lên đây ngồi, nói nghe coi. Ừ. Không cắn. Ngoan coi. Đâu rồi? Em bé kia kìa. Sầm quá rồi. Cái tủ này nhiêu? Ngàn hai. Tủ mới hả Phúc? Vậy tủ, hả? Tủ hôm qua tủ mới luôn, nó bị bóp với mình hàng chút xíu mà. Cũng giống vậy luôn hả? Y chang luôn, ngàn hai. Ồ, mẹ vậy là quá ngon. Vậy là êm rồi phải không? Đây, có cái con cá này hồi đó Phúc câu là bao lâu rồi? Con cá này câu bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi, lâu Ồ, chắc tới 16 năm rồi. làm con cá này để cho mà giống như khô thiệt nữa là tốn ngàn mấy bạc nè. Thấy không? Câu xong là làm chứ không ăn nè. Nè, con cá này là con cá mồi của nó nè, thấy không? Con cá mồi của nó này làm cũng tốn 50 đô hả Phúc? Ồ, mà Mỹ này nó làm sao hay quá à. Rồi bây giờ qua phần này nha, ủa cái chữ này nè. Ô má, tao cho chim, bây giờ đi thăm chim, qua đây con. Trời trời trời. Ô má. Giận không ơi. Ê, ta chủ cũ mày mà, nè giỡn mặt coi nè, đây nè. Chết mẹ rồi. Ô má, tôi nuôi từ nhỏ lớn bây giờ vậy đó, thiệt tình. Ô, dễ quê quá. Dễ quê quá, qua đây con. Vậy giống chó. Tao quýnh mày à, qua đây. Qua đây. Mày không, tao đem mày qua đây cho mà. Qua đây. Nhớ chưa? Qua đây. Đi. Qua đây. Mày không giữ hả? Mày, tao nuôi mày 2 tháng trời. Mày nhớ không? Nè, đi qua đây. Không có cắn, cắn tao quýnh à. Trời ơi trời. Mỏ hả? Trời ơi, chết mẹ rồi, ủa mà con vật mà cũng cà trớn nữa. Nè, đi qua đây. Qua đây. Qua đây. Chết mẹ rồi, này nó tưởng đâu là chủ cũ nó nè. Ủa mẹ tôi nuôi 2 tháng trời luôn. Mẹ nó sợ em, nó sợ em. Trời đâu đó, không sợ, không sợ. Con Nhi bảo bị nó quất hoài. Bà xã cũng bị quất nữa. Ủa mà bây giờ qua đây tới thiên cái mặt mình nó cũng không thèm dòm nữa. Dùng cũng bị quất luôn. Ê, lại đây chút coi. Ủa ta lấy máy hút bụi à. Làm đó, làm đi con. Không phải nó có cái cục rồi nó mới nhảy. Mà đây. Ê, mày hung dữ quá với tao nè. Phúc đứng lại gần gần chút rồi Phúc. Mày hung dữ đứng gần nè. Nè. Nó mà gặp cái máy hút bụi á, nó là kinh hoàng lắm. Biết không? Đem nó ra ngoài sân á, để. Đem nó ra ngoài sân để rồi cái lấy cái máy mà thổi lá cây á. Ồ, chưa kịp giật lên thổi nữa là bắt đầu nó vừa la mà nó chuyển điển nó bay. Ô, nó bay thấy sợ luôn. Chịu lên tay không? Đây. Ê, mày nhớ tao không mày? Ủa, mày chơi gì phản bội quá à. Nè qua đây con, qua đây. Nó leo, nó khoái leo lắm.
Mà biết sao không? Mặc mặc cái áo thun mà lỗ 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 cái dễ bám á, nó leo. Nó bay đâu nó cũng leo nó. Nè, nó cứ bò anh ra anh Phúc mà. Đâu có cái con này nó vậy ở nhà bển vậy nó, bỏ ra lại đi theo anh suốt luôn. Này nó mở ra luôn, nó mở cửa chuồng nó ra luôn. Ở bển thì nó chưa